Xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Gần đây mình đã nhận được một comment của một bạn giấu tên ở trên YouTube. Nội dung là mình đang phân vân giữa Orient Sun and Moon và Orient Star, không biết là nên mua loại nào. Thì đây cũng là một trong những cái topic khá là hay và mình nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn đang quan tâm. Chính vì vậy mình đã làm hẳn một video ưu ái dành riêng cho cái chủ đề này. Và chúng ta tại đây sẽ so sánh những cái khía cạnh của cả hai bộ sưu tập này, để cuối cùng hy vọng rằng các bạn sẽ đưa ra cho mình một cái sự lựa chọn hợp lý nhất nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể nói về hai bộ sưu tập này đó chính là cả hai thì đều nằm trong một cái phong cách là dresswatch của Orient. Và Orient thì được thành lập vào năm 1950 và một năm sau đó thôi thì đã cho ra mắt dòng Orient Star. Tuy nhiên đối với Orient Sun and Moon thì mãi cho tới năm 2014 thì Orient mới cho ra mắt phiên bản đầu tiên. Với Orient Star thì đây là một bộ sưu tập thuộc phân khúc cao cấp, hướng tới những khách hàng có thể nói là thượng lưu, và nó luôn luôn dẫn đầu trong danh sách những mẫu đồng hồ được các tay chơi đồng hồ săn lùng. Và trải qua hơn 60 năm phát triển thì dòng đồng hồ này cũng đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc, từ những chiếc đồng hồ Star Open Heart lộ máy vô cùng cá tính cho tới những mẫu đồng hồ Orient Star Classic đơn giản thanh lịch, hay là một chiếc đồng hồ Orient Star Skeleton đắt giá và cực kỳ đẳng cấp. Đối với Orient Star thì chúng ta được chia làm 3 dòng sản phẩm chính với tên gọi lần lượt là Classic này, Contemporary và Sport. Đối với Classic thì đây là những mẫu đồng hồ có một thiết kế lộ cơ với cỗ máy được hoàn thiện đẹp mắt, phô diễn toàn bộ hoặc chỉ một phần thông qua dial và được cắt gọn đầy tỉ mỉ, tinh xảo và táo bạo. Còn đối với Contemporary thì đây là những cái thiết kế mang một cái vẻ ngoài bóng bẩy hơn, với những cái tính năng đặc biệt và phá cách hơn, dễ dàng để chúng ta có thể kết hợp với mọi bộ trang phục cũng như là mọi cái sự kiện mà chúng ta tham gia. Còn đối với Orient Sport thì đây là những mẫu đồng hồ được lấy cảm hứng từ khát khao vượt qua những cái thách thức này, chinh phục đỉnh cao, và chúng tất nhiên sẽ có một cái thiết kế mạnh mẽ và thể thao hơn. Còn với Orient Sun and Moon, như mình đã chia sẻ với các bạn ngay từ lúc đầu, chúng ta mới chỉ được giới thiệu vào năm 2014 thôi. Mặc dù tuổi đời còn khá là non trẻ và không có một cái bề dày lịch sử là người Anh Orient Star, thế nhưng mà đối với Orient Sun and Moon cũng đã có những cái dấu ấn riêng biệt khiến cho người dùng phải nhớ tới, và luôn là những cái sự lựa chọn hàng đầu khi mà người dùng cân nhắc. Tính đến nay thì Sun and Moon của chúng ta cũng đã có cho mình 5 thế hệ, trong đó Gen 2 được xem là thiết kế làm nên một cái sự thay đổi đáng kể so với các thế hệ sau này, khi mà chúng ta sở hữu một bộ số la mã cổ điển này, họa tiết kỳ lâu sang trọng và hình ảnh Sun and Moon cực kỳ sống động. Vào năm 2017 thì phiên bản này đã mang một vẻ doanh thu khổng lồ cho Orient. Nhưng mà tất nhiên Orient sẽ không thể nào mà ngủ quên trên chiến thắng được. Hãng tiếp tục cải tiến và phát triển thêm những cái thế hệ tiếp theo, như là thế hệ Gen 3, Gen 4, Gen 5 và Sun and Moon Open Heart. Và trong khi Orient Star thì được yêu thích bởi một cái nét truyền thống lâu đời, thì Sun and Moon lại là một trong những cái sự mới mẻ hơn, thiên nhiên hơn, được thể hiện ở ngay trên phần mặt số. Và ngay cả khi hai bộ sưu tập này phát triển với hai mục tiêu, hai con đường khác nhau, thì chúng cũng đã đều khẳng định được vị trí của mình nói riêng, cũng như là vị thế của thương hiệu Orient nói chung. Và sau đây sẽ là những cái sự so sánh một chút xíu về thiết kế của cả hai bộ sưu tập này nhé. Mặc dù Orient Star có một bề dày lịch sử lâu đời, sở hữu một bộ sưu tập rất là đa dạng trong phần thiết kế, thế nhưng mà Sun and Moon cũng không thể nào thua kém được. Bởi lẽ Sun and Moon luôn mang tới cho chúng ta một cái sự độc đáo mới lạ hơn. Mà số là một trong những cái sự hài hòa từ màu sắc cho tới thiết kế trang trí này, và luôn luôn có sự xuất hiện của ba ô cửa sổ nhỏ với tính năng báo ngày, thứ, lịch, ngày và đêm. Và điều khiến cho thiết kế này trở nên khác biệt và độc đáo hơn đó chính là tính năng Sun and Moon. Và đúng như tên gọi của nó thôi, tính năng này sẽ nằm tại ô cửa sổ góc 10 giờ cùng với những cái dòng chữ Sun and Moon này, để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cái họa tiết thể hiện riêng cho cái dòng sản phẩm này. Qua đây thì cũng đã thể hiện được thiên nhiên bên ngoài như thế nào, ví dụ như là vào lúc 6:30 mặt trời sẽ dần dần ló dạng này, lên tới đỉnh vào lúc 12 giờ, và khi mà đồng hồ điểm 18:30 mặt trời sẽ nhường chỗ cho mặt trăng. Một vòng luân chuyển không ngừng tạo nên một cái nét đẹp, một cái sự hấp dẫn riêng cho bộ sưu tập Sun and Moon này. Và nếu như Orient Sun and Moon mang tới cho chúng ta những cái thiết kế khác biệt và mới lạ, thì đối với Orient Star chúng ta cũng có những cái tính năng độc đáo và điển hình, phải kể tới một cái nét pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, cụ thể là với Orient Star Skeleton. Đây là một trong những cái thiết kế lộ cơ khéo léo và vô cùng hoàn hảo, làm cho người sở hữu mẫu đồng hồ cảm thấy được mọi những cái chuyển động nhịp nhàng của từng bánh răng, từng cử động nhỏ nhất của những chi tiết bên trong đồng hồ. Và thiết kế của bộ sưu tập này thì cũng nổi bật lên như những cái viên pha lê không có bất cứ một cái tì vết nào, và trái tim bất tử của dòng đồng hồ thì cũng sẽ không ngừng chuyển động. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ với chức năng GMT này. Với mẫu đồng hồ này thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được thời gian dù là ở bất cứ đâu trên thế giới, với hai bộ kim chỉ, hai múi giờ khác nhau, một múi giờ hiện đại và một múi giờ GMT bất kỳ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy được ngay sự sắp đặt ở trên mặt đồng hồ Orient Style GMT, có những cái cọc số rất là rõ ràng này, số giờ bằng ký tự La Mã to và dễ đọc. Còn đối với Orient Star Open Heart á, đây thì sẽ là một cái trái tim rất là nóng bỏng luôn và cực kỳ sexy. Sở hữu một cái thiết kế độc đáo đầy tinh tế bởi những cái sự trau chuốt tỉ mỉ thì đã khiến cho những mẫu đồng hồ Orient Star Open Heart luôn luôn cuốn hút, đầy mê hoặc. Và không dừng lại ở đó ấy, những điều đặc biệt mang tên trái tim gắn liền với nó thì chính là một cái bộ máy cơ tại góc 9 giờ, không lộ cơ hoàn toàn như là những dòng Orient Star Skeleton, mà nó chỉ lấp ló đâu đó khoe trọn được một phần của bộ máy hoạt động bên trong mà thôi. Còn với Orient Star Classic á, thì đây là những cái thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ mà mang đúng chất của những chiếc đồng hồ stretch watch cổ điển mà vẫn rất là lịch lãm sang trọng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ máy và chất liệu hoàn thiện. Người ta thường nói bộ máy sẽ quyết định đến chất lượng của một mẫu đồng hồ, quả thực là không hề sai một chút nào. Và với Orient Star hay là Sun and Moon thì đây đều là những cái bộ sưu tập cao cấp nhất của thương hiệu Orient. Chính vì vậy chúng ta cũng sẽ chắc chắn được trang bị những cái bộ máy tốt nhất đi kèm với những chất liệu hoàn thiện tốt nhất. Ví dụ như với Orient Star thì chúng ta sẽ được trang bị những bộ máy như Calibre 40 N52 này, Calibre 40 A52 hay là Calibre 40 S62, mang đến những cái trải nghiệm mượt mà, có rất là ít lỗi, hoạt động ổn định và được trang bị thêm nhiều tính năng khác. Đặc biệt những cái bộ máy này thì chúng ta đều được lắp ráp tại Nhật Bản và thông qua những cái kiểm định rất là khắt khe. Do đó về phần sai số của đồng hồ cơ Orient Star là vô cùng nhỏ. Đối với Orient Sun and Moon thì chúng ta sẽ có những cái bộ máy tiêu biểu của các dòng, ví dụ như là Calibre 46B46 này, Calibre F6B24, F6L24 cũng có cả hai cái tính năng cao cấp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được trang bị hai cái tính năng cao cấp, ví dụ như là lên cót tay hay là dừng kim dây khi mà chúng ta chỉnh giờ. Và cả hai dòng sản phẩm này thì đều sử dụng bộ máy in-house do chính hãng tự nghiên cứu và sản xuất luôn. Thời gian dự trữ năng lượng thì nó sẽ đâu đó rơi vào khoảng 40 giờ. Và tất nhiên cả hai bộ sưu tập này chúng ta đều có những cái thiết kế tinh tế hoàn hảo của bộ máy cơ, giúp cho đồng hồ chạy chuẩn xác và bền bỉ hơn trong một khoảng thời gian dài mà chúng ta sử dụng. Về chất liệu của dây đeo thì chúng ta cũng sẽ đều sở hữu chung những cái chất liệu, ví dụ như nổi bật nhất là thép không gỉ 316L này cho dây đeo kim loại hay là dây da dành cho những mẫu đồng hồ trẻ trung năng động. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái thiết kế khác, ví dụ như là dây mesh này hay là những thiết kế dây dù mang tới cho chúng ta một cái cảm giác bụi bặm hơn. Tuy nhiên á, đối với Orient Star thì chúng ta thường sẽ bắt gặp với những chất liệu thép không gỉ 316L sẽ mang tới cho chúng ta những cái vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm. Còn đối với Sun and Moon thì đa phần chúng ta sẽ bắt gặp những mẫu đồng hồ với thiết kế dây đeo da cao cấp với những cái đường may rất là chắc chắn này, tỉ mỉ và màu sắc hài hòa với cái phần mã số nữa, để mang tới cho chúng ta một cái tổng thể hoàn hảo, tinh tế mà cũng vô cùng đẳng cấp. Đến với chất liệu mặt kính, để bảo vệ mặt kính của cả hai bộ sưu tập này thì Orient luôn luôn sử dụng mặt kính sapphire chống trầy xước với những cái thiết kế cao cấp của mình. Và tất nhiên hai bộ sưu tập này thì cũng không hề ngoại lệ một chút nào. Với mặt kính sapphire thì sẽ giúp đồng hồ của chúng ta có một cái độ sáng bóng này, tạo độ sâu cho mặt đồng hồ khi mà chúng ta quan sát. Cùng với đó thì với khả năng chống trầy xước tốt với độ cứng chỉ sau kim cương thì cũng là một trong những cái ưu điểm cực kỳ nổi bật mà Orient muốn trang bị cho những mẫu đồng hồ cao cấp nhất của mình. Và tùy vào những cái dòng sản phẩm cụ thể mà chúng ta cũng sẽ có những cái thiết kế khác nhau để phù hợp và bắt mắt nhất. Tổng kết lại, Orient Sun and Moon hay Orient Star thì đều là những cái bộ sưu tập cao cấp và tâm đắc nhất của nhà Orient. Chỉ khác là Orient Star thì chúng ta có một thiết kế lâu đời hơn, có một cái bề dày lịch sử cao hơn với hơn 60 năm. Đi kèm với đó thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế theo đuổi một cái phong cách lịch lãm và đẳng cấp hơn. Còn đối với Sun and Moon thì sẽ là những cái thiết kế mới mẻ này, khác biệt, mang tới cho chúng ta những cái sự trẻ trung nhất định khi mà chúng ta đeo trên cổ tay. Và cuối cùng sự lựa chọn như thế nào thì có lẽ cũng sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái góc nhìn của các bạn, phong cách cá nhân của các bạn như thế nào. Và đó là những cái thông tin mình nghĩ là nó cũng khá là cơ bản và cần thiết trong quá trình mà chúng ta lựa chọn một mẫu đồng hồ phù hợp rồi. Và hy vọng rằng các bạn có thể lựa chọn cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hải Triều để theo dõi thêm thật nhiều những cái video về đồng hồ nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.